Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư 105 năm 2023 quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Thông tư mới quy định tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự là đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3. Trong đó, loại 1 là tất cả các chỉ tiêu khám đều đạt điểm 1, chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt. Loại 2 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 2, chỉ tình trạng sức khỏe tốt. Loại 3 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 3, chỉ tình trạng sức khỏe khá. Loại 4 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 4, chỉ tình trạng sức khỏe trung bình. Loại 5 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 5, chỉ tình trạng sức khỏe kém. Và loại 6 là có ít nhất một chỉ tiêu bị điểm 6, chỉ tình trạng sức khỏe rất kém. Một trong những điểm mới quy định tại thông tư 105 là việc chấm điểm các bệnh về mắt. Hiện nay, theo thông tư liên tịch số 16, người bị loạn thị, bao gồm tất cả các loại, sẽ bị chấm điểm 6, tức được xếp vào nhóm sức khỏe loại 6, không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, theo thông tư 105 mới ban hành, người viễn thị do sinh lý hoặc dưới 1 đi ốp sẽ được chấm 2 điểm, lớn hơn hoặc bằng 1 đi ốp sẽ được chấm 3 điểm. Trường hợp loạn thị đã phẫu thuật, hết loạn thị sẽ được chấm 3 hoặc 4 điểm tùy trường hợp. Như vậy, với người đang loạn thị bị chấm điểm 2 mà các tiêu chuẩn sức khỏe khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 3, 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khỏe loại 2 khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường. Tương tự với người loạn thị bị chấm điểm 3 mà các tiêu chuẩn sức khỏe khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khỏe loại 3, khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.